Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối Chủ nhật ngày 17 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông qua nghị quyết thành lập, chia tách, sáp nhập đổi tên khu phố ấp. Khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Bắt đồng phạm vụ giết người chích điện tra tấn nữ nhân viên karaoke. Indian Wells Master Medvedev tái đấu Alcaraz ở chung kết. Thưa quý vị, sau khi Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông qua nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố ấp, thì tại các địa phương công tác sắp xếp về để có thể vận hành khu phố mới cũng đã sẵn sàng. Ghi nhận của phóng viên HTV tại một số phường xã trong ngày hôm nay. Bà Lan làm tổ trưởng khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, hàng chục năm qua quản lý khoảng 3.000 hộ dân. Sắp tới đây khi bộ máy mới được vận hành, bà chỉ còn phụ trách khoảng 800 hộ dân. Truyền đạt những cái đó cho người dân thì người ta chỉ thắc mắc là thủ tục giấy tờ nó sẽ rườm rà này kia đồ thôi. Nhưng mà sau khi giải thích thì người ta cũng đồng tình không gì cả. Phường Phú Hữu sẽ tăng từ 4 khu phố lên thành 16 khu phố mới, đồng thời giảm từ 149 xuống còn 80 nhân sự. Chọn lựa những người có đủ sức khỏe, nhiệt tình, có đủ kiến thức, có am hiểu về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư. Các cán bộ khu phố 4 phường Thới An, quận 12 cũng đang hào hứng chờ nhận nhiệm vụ mới. Thì bước đầu sẽ tận dụng các cái trụ sở, công sở và các cái khu phố trước đây. Và trong hướng sắp tới thì cũng xem xét và đề xuất xây dựng văn phòng cho các khu phố mới. Cũng theo các địa phương, các chế độ cho cán bộ chuyên trách sẽ được quan tâm đúng mức, từ đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Hội báo toàn quốc 2024 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 đã bế mạc vào sáng nay với quy mô tầm vóc lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện thu hút hơn 600 cơ quan báo chí, 112 gian trưng bày và trở thành ngày hội đặc sắc của người làm báo cả nước. Trong 3 ngày diễn ra tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, hội báo đã thu hút đông đảo công chúng, bạn đọc đến tham quan, tìm hiểu, giao lưu, tương tác và trải nghiệm nhiều hoạt động báo chí thú vị. Hội báo cũng đã mang đến nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng cao như diễn đàn báo chí toàn quốc, giúp các nhà báo có cơ hội trau dồi, chia sẻ kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Kết thúc hội báo, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đơn vị tham gia, trong đó có Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV được giải A gian trưng bày xuất sắc. Một số giải thưởng khác cũng được trao như giải chương trình truyền hình Tết ấn tượng, giải giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, giải chương trình phát thanh Tết ấn tượng và giải bìa báo Tết ấn tượng. Dự kiến vào tháng 5 tới đây, cầu Tân Kỳ Tân Quý trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thi công trở lại sau hơn 4 năm tạm dừng. Đây là niềm vui cũng là kỳ vọng lớn đối với người dân trên địa bàn quận nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ Tây Nam thành phố. Cầu Tân Kỳ Tân Quý dài 80m, rộng 16m, trước đó được khởi công xây dựng vào đầu năm 2018. Tuy nhiên đến cuối năm này, khi đang hoàn thành 70% khối lượng, công trình phải tạm ngưng do vướng mặt bằng và phải dừng phương thức đầu tư BOT trên đường hiện hữu theo quy định. Sáng hay kẹt xe lắm, trưa cũng hay kẹt xe, thành ra cũng mong muốn cho nhà nước làm để tiện việc đi lại. Hiện nay ban giao thông đang phối hợp với Bình Tân để có thể giải ngân được khoảng 112 tỷ đồng ngay trong cái tháng 3 này. Đây là cái chi phí giải phóng mặt bằng để làm nền tảng cho cái việc là khởi công cái dự án này vào tháng 5 năm nay và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào 31 tháng 12 năm 2024 này. Đây cũng chính là một trong tổng số 19 công trình dự án trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng 3 này để đảm bảo trong quý 1 năm nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt ít nhất 10%. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030, tập trung tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch đến năm 2030 giảm 50% diện tích đất trồng rau xanh, nhưng bù lại sản lượng sẽ tăng gấp đôi, mỗi hecta rau đạt 800 đến 850 triệu đồng một năm. Thành phố cũng sẽ tập trung trồng rau củ quả theo hướng công nghệ cao. Dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc trồng rau ăn trái, nhưng ông Lập ở huyện Củ Chi vẫn theo các lớp đào tạo ngắn hạn về trồng rau. Qua đó, nắm bắt yêu cầu của thị trường, sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Lúc trước cũng có đi học kỹ thuật về chuyên môn ở địa phương, học rất là nhiều,
học ngắn hạn, cái vấn đề trao đổi kỹ thuật giữa nhà nông với nhau nữa, nó cũng rất là hay. Từ năm 2018, Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông ở huyện Củ Chi đã chủ trương sản xuất rau an toàn theo hướng công nghệ cao. Hiện mỗi ngày, Hợp tác xã cung ứng 1 đến 1,5 tấn rau ra thị trường. Diện tích thì nhỏ nhưng mà mình phải tăng cái sản lượng lên được, phát triển thì muốn như vậy thì ta phải ứng dụng các cái công nghệ cao. Ví dụ như về cái tưới tiêu, rồi nhà màng, nhà lưới, rồi những các cái hệ thống định lượng phân thuốc. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có dân số đông nhất cả nước, nên việc tự chủ một phần nguồn cung thực phẩm là điều rất quan trọng. Ổn định nguồn cung cho thành phố cũng là cách để từ đó các địa phương khác có thể tập trung cho xuất khẩu nhiều hơn. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận trường hợp một người phụ nữ bị máy ép nước mía nghiền nát bàn tay. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3, chị NTP, 41 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát nhiều ngón, chảy máu nhiều do bị máy ép nước mía cuốn. Ngay lập tức, nạn nhân được phẫu thuật, khâu phục hồi vết thương, kết hợp xếp xương và nối gân các ngón tay. Sau phẫu thuật, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Văn Hữu, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết, sau phẫu thuật đến nay, bàn tay của chị P đã hồng hào, máu lưu thông tốt, các ngón tay đã có dấu hiệu phục hồi. Thiết kế mô hình biển đảo quê hương bằng vật liệu tái sử dụng, nấu những món ăn vặt hay tham gia các trò chơi vận động là những hoạt động thiết thực tại ngày hội quận 8 hướng về biển đảo quê hương được tổ chức trong sáng nay. Chương trình nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương đến đông đảo người dân. Đến với ngày hội, trường mầm non Bình Minh đã thực hiện mô hình với chủ đề Niềm tự hào Tổ quốc Việt Nam. Mô hình sử dụng các nguyên vật liệu tái sử dụng. Đây cũng là một trong số 51 mô hình biển đảo tiêu biểu được giáo viên tại các trường trên địa bàn thực hiện. Với mô hình này thì trường đã tận dụng những cái nguyên vật liệu mở như là những cái vỏ hộp giấy, vỏ hộp sữa nè, rồi bìa cạc tông, rồi nắp chai để làm ra cái mô hình biển đảo là truyền đạt những cái tình yêu quê hương đến với trẻ. Ngày hội cũng có các hoạt động như hội thi văn nghệ giai điệu Tổ quốc tôi, vận động trường tự hào biển đảo Việt Nam, hội thi làm bánh mứt ấm tình quân dân. Đối với em thì một người trẻ để có thể lan tỏa được tinh thần cũng như là tình yêu quê hương đất nước biển đảo, các bạn có thể tham dự những ngày hội như là ngày hội biển đảo Tổ quốc của quận 8. Ngày hội cũng ghi nhận đóng góp cho quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc từ các đơn vị và người dân. Tối qua tại quảng trường 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Chủ đề của năm du lịch quốc gia 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với sự kết tinh của thiên nhiên hùng vĩ, vùng đất biên cương và hình ảnh Hoa Ban thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Điện Biên với khát vọng hòa bình. Để đánh thức vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc cũng như những nét văn hóa hoang sơ, mộc mạc, giản dị trong đời sống hàng ngày của người dân, đưa du lịch Điện Biên thực sự cất cánh, tỉnh Điện Biên cần có những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp gắn kết với hệ sinh thái du lịch cộng đồng để khai thác giá trị hấp dẫn của đời sống lao động đầy sắc màu văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển du lịch dựa vào hệ sinh thái du lịch khám phá, trải nghiệm, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tiếp theo trong chương trình sẽ là lễ hội Thánh Patrick lần thứ 69 thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Justin Timberlake ra mắt album phục thu thứ 6. Nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ trong ngày thứ Bảy 16 tháng 3 theo giờ địa phương đã tưng bừng diễn ra sự kiện Ngày Thánh Patrick nổi tiếng, thu hút hàng ngàn du khách khắp nơi trên thế giới. Dịp này, Hiệp hội Thờ Ông Nước Chicago đã đổ 22 kg thuốc nhuộm màu xanh lá, khiến đoạn sông dài khoảng 500 mét chuyển màu. Số thuốc nhuộm này được Hiệp hội Thờ Ông Nước cam kết là thân thiện với môi trường, không gây hại cho đời sống hoang dã và sẽ duy trì màu sắc trong khoảng 5 giờ. Chúng tôi không làm điều này ở Ireland, nên Chicago đã nằm trong danh sách các điểm đến của chúng tôi. Để ngắm nhìn dòng sông xanh, người Mỹ thực sự biết cách tổ chức tiệc tùng vui chơi thế này. Trong khi đó, không khí rộn ràng, náo nhiệt cũng len lỏi mọi ngóc ngách tại thành phố New York dịp cuối tuần.
đại lộ Fifth Avenue của Manhattan dập sắc xanh khi đám đông hòa vào đoàn diễu hành gồm các ban nhạc, nghệ sĩ và các thành viên lực lượng cảnh sát và cứu hỏa thành phố New York. Lễ Thánh Patrick là lễ hội tôn giáo trong hơn 1.000 năm qua của người Ireland nhằm tưởng nhớ đến Thánh Patrick, một trong những vị thánh bảo trợ nổi tiếng nhất của đất nước này. Nhờ những người nhập cư công giáo Ireland, sự kiện này đã phổ biến và được tổ chức rộng rãi tại nhiều quốc gia. Với Phục sinh đến sớm vào năm nay, các tiệm bánh ở London đang rộn ràng chuẩn bị những mẻ bánh tươi truyền thống. Tuy nhiên, giá cả của các nguyên liệu chính tăng liên tục trong năm qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các cửa hàng và người tiêu dùng. Từ các chiếc bánh cupcake được trang trí những hình ảnh chú gà con, hình trứng và tai thỏ, cho đến các chiếc bánh lễ đầy màu sắc, tiệm bánh ở khu phố Primrose Hill của London đang tràn ngập màu sắc tươi sáng của mùa xuân. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng bánh tại đây cho biết, chi phí để làm đầy tủ bánh của cửa hàng đã trở nên tốn kém hơn rất nhiều. Trong một năm qua, các nguyên vật liệu đã tăng gấp đôi, có thứ gấp ba. Chúng tôi không sử dụng nhiều loại nguyên liệu, nhưng những nguyên liệu chính thì chúng tôi cần rất nhiều. Nhiều cửa hàng bán bánh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá bán lên. Dù không muốn nhưng chúng tôi phải tăng giá lên và tôi nghĩ khách hàng cũng hiểu. Chúng tôi cũng phải cố gắng để sống sót qua giai đoạn khó khăn này. Với không khí lễ Phục sinh tràn ngập tại London, các thợ làm bánh vẫn cảm thấy rằng họ sẽ có một mùa kinh doanh tích cực. Không cần điện thoại thông minh và Internet, người dân ở Nigeria giờ đây vẫn có thể tra cứu mọi dữ liệu thông qua một dịch vụ cung cấp trí tuệ nhân tạo AI trên điện thoại di động bình thường. Đó là dịch vụ cung cấp trí tuệ nhân tạo ngoại tuyến trên điện thoại di động. Khi sử dụng, người dùng nhập lệnh cần tìm bằng cách nhắn tin hoặc gọi. Sau đó, họ sẽ nhận được thông tin trả lời. Cơ chế hoạt động của nó giống như một chatbot dùng để hỏi AI. Những người không mấy dư giả như tôi vẫn có thể sử dụng được dịch vụ này. Tôi cũng nhìn thấy nên sẽ rất vất vả nếu cứ phải nhờ người khác tìm kiếm thông tin hộ mình. Nhưng giờ tôi đã có thể tự làm và tôi rất hạnh phúc. Dịch vụ này được ra mắt vào tháng 2 năm nay. Nó được doanh nghiệp chuyên về tương tác di động VRMO có trụ sở tại Canada phát triển. Dịch vụ này cho phép người dùng truy cập được AI ở bất kỳ nơi đâu mà không phụ thuộc vào thiết bị thông minh hoặc Internet. Đặc biệt, dịch vụ này rẻ hơn nhiều so với việc cài đặt Internet và nó còn hỗ trợ giọng nói để trả lời các câu hỏi. Điều này phù hợp với người dân mù chữ hoặc khiếm thị. VRMO cho biết, thiết bị này nhắm đến các cộng đồng dân cư vùng sâu, vùng xa trên thế giới, đồng thời họ đang mở rộng dịch vụ này sang Pakistan, Ấn Độ và Tanzania. Tại trung tâm Kiev, Ukraine, người dân nô nức tham dự lễ hội để xem các tiết mục nghệ thuật dân gian mang lại một không khí vui tươi hiếm có giữa thủ đô khi cuộc xung đột với Nga đã bước qua năm thứ ba. Chúng ta đang trong một lễ hội dân gian truyền thống được gọi là Masnitsia hay Kolodia. Đây là lễ hội đón chào mùa xuân đến. Ngoài người dân Kiev, còn có nhiều người đến từ khắp Ukraine để thăm người thân của họ là những binh sĩ đang bị thương và điều trị tại đây. Tôi đến từ thành phố Nikopol, nơi những vụ nổ chết người diễn ra hàng ngày. Kiev đã che chở cho những người thân yêu của tôi. Tôi muốn cảm ơn lớn Kiev và ban tổ chức của lễ hội này. Tôi bị thương gần Avdiivka và đang điều trị và được nghỉ phép 30 ngày. Sắp tới tôi sẽ trải qua kỳ kiểm tra để quay lại với các đồng đội của mình. Người dân Kiev rất ân cần với chúng tôi và tôi rất biết ơn sự tận tâm này. Tôi hy vọng Ukraine sẽ sớm chiến thắng và cuộc chiến sẽ kết thúc sớm vì chúng tôi đều đã mệt mỏi với nó. Theo truyền thống, vào buổi tối của lễ hội, một con rối rơm khổng lồ được đốt, tượng trưng cho sự gột rửa những điều xấu từ mùa đông để sẵn sàng cho một mùa xuân mới đã đến. Nam ca sĩ Justin Timberlake vừa trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ 6 trong sự nghiệp. Đây là album đầu tiên của ngôi sao nhạc pop người Mỹ kể từ năm 2018. Album mới mang tên Everything I Thought It Was gồm 18 ca khúc kết hợp giữa hai thể loại pop và R&B. Timberlake cho biết anh đã mất 4 năm để làm album này và gọi đây là album hay nhất mình từng thực hiện. Đáng chú ý, album có một ca khúc có sự tham gia của các thành viên còn lại của nhóm NSYNC, đánh dấu màn tái hợp thứ hai của nhóm sau ca khúc nhạc phim Jones, Quỷ lùng tinh nghịch vào năm ngoái. Sau khi phát hành album, Justin Timberlake sẽ thực hiện chuyến lưu diễn The Forget Tomorrow World Tour tại Bắc Mỹ và châu Âu, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 4 tại Canada và khép lại vào tháng 12 tại Mỹ.
want every bit of you. I guess I'm selfish. Còn bây giờ có gì? Đó là Công an Hà Nội bắt 4 thanh niên chuyên dùng dao phóng lợn uy hiếp người đi đường. Xe máy va chạm xe khách, 5 thanh niên tử vong. Ngày 17 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đối tượng Phạm Công Đạt, 24 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, là đồng phạm trong vụ giết người và làm nhục nhân viên nữ đang bị truy nã, đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú. Trước đó, năm 2021, từ cầu cứu gia đình của nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, do đối tượng Phạm Văn Tiên làm chủ và Phạm Công Đạt làm quản lý. Tại đây, cơ quan công an phát hiện giải cứu 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, nhiều nữ nhân viên bị thương tích đầy mình. Tiên và đồng bọn thường xuyên tra tấn nữ nhân viên. Kinh hoàng nhất là tra tấn bắt nạn nhân cởi quần áo ngồi vào vũng nước rồi dùng điện chích vào người. Sau khi gây án, Tiên và Đạt bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Vừa qua, sau khi đối tượng Tiên bị bắt khi đang trốn truy nã ở thành phố Hồ Chí Minh, biết không thể trốn thoát, đối tượng Phạm Công Đạt cũng đã đầu thú. Ngày 16 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ 4 thanh niên chuyên dùng dao phóng lợn uy hiếp người đi đường. Ngoài ra, những người này còn cướp tài sản với tính chất manh động. Các đối tượng gồm Đặng Lưu Gia Vũ, Cao Nguyễn Hồng Thái, Phùng Cẩm Đào và Lê Thanh Tùng, cùng sinh năm 2009, cùng ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một người dân đi đường bị nhóm 4 thanh niên điều khiển xe máy chặn lại tại đường Lê Lợi, Hà Đông, đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 3. Điều đáng nói, các đối tượng mang theo dao phóng lợn, đe dọa, thậm chí đâm chém về phía nạn nhân. Nhóm này cũng đã thực hiện 4 vụ cướp trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông. Trong đó, ngày 14 tháng 3, các thanh niên cướp xe máy của một người đàn ông, sau đó đăng bán trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, đối tượng này liên tục khai man lấy lịch. Tại cơ quan công an, dù đã khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên đối tượng này lại không khai rõ về lai lịch của bản thân. Ban đầu, đối tượng khai tên Đào Thành Phương, 67 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Sau đó, y lại khai tên Lê Đăng Phụng, 67 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan điều tra đã cho xác minh, nhưng kết quả đều không đúng. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 2, đối tượng trên có va chạm giao thông với anh Dương Quang Thơm, 33 tuổi, ở khu vực gần chợ Đoàn Kết, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau tai nạn, xe anh Thơm bị hư, đối tượng đã dụ anh Thơm đưa xe cho mình lái để đi tìm phụ tùng thay thế, sau đó chiếm đoạt chiếc xe làm của riêng, hành nghề chạy xe ôm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe khách tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến một nam thanh niên tử vong. Hơn 4 giờ sáng nay, công nhân Nguyễn Văn Long, 23 tuổi, quê Cà Mau, điều khiển xe máy biển số Tây Ninh chạy trên đường Chòm Sao hướng ra quốc lộ 13 thuộc phường Hương Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đến trước hẻm số 18 đường Chòm Sao thì va chạm với một xe khách 29 chỗ chạy hướng ngược lại. Tai nạn làm anh Long tử vong. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Được biết, khuya hôm trước nạn nhân mượn xe của bạn đi chơi, khi đang mang xe về trả thì gặp tai nạn. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai phát hiện hàng chục xe mô tô phân khối lớn vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Trảng Bom. Công an đang tiếp tục xử lý nhóm đối tượng này theo quy định. Sáng ngày 16 tháng 3, lực lượng chức năng nhận được tin báo về nhóm người chạy xe mô tô có biểu hiện vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bình Thuận. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bố trí 2 tổ tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra 40 phương tiện, lực lượng chức năng đã xử lý 20 trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, không có chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, tạm giữ 19 giấy phép lái xe, một chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông còn tạm giữ một xe mô tô trong đoàn nói trên. Sau 15 năm lẩn trốn sang Lào vì tội mua bán trái phép chất ma túy, ngày 16 tháng 3, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Trước đó, năm 2009, đối tượng Hạ Y Đía sinh năm 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy.
Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà. Lợi dụng điều này, Hạ Y Đía bỏ trốn sang Lào. Được sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại Lào, nên sau đó không lâu, Hạ Y Đía được nhập quốc tịch Lào. Lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Say, Công an huyện Viên Thong của nước bạn Lào xác minh và truy bắt thành công đối tượng. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ở phần thông tin thể thao và cập nhật sẽ là tứ kết cúp FA, cuộc chạm trán giữa Manchester United và Liverpool. Tai nạn giao thông tại Afghanistan khiến gần 60 người thương vong. Thông tin cập nhật, ít nhất 21 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại miền nam Afghanistan vào hôm nay 17 tháng 3. Theo Sở Giao thông tỉnh Helmand, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 17 tháng 3 theo giờ địa phương trên tuyến cao tốc chính tại huyện Sarras, nối tỉnh Kandahar ở phía nam và tỉnh Herat ở phía tây. Xe buýt bị một xe máy tông vào đã tiếp tục tông vào xe chở nhiên liệu ở bên kia đường rồi bốc cháy. 21 người thiệt mạng tại hiện trường, 11 người bị thương nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra. Các vụ tai nạn giao thông thường xảy ra tại Afghanistan, chủ yếu do điều kiện đường xấu và tài xế bất cẩn. Theo Tổng cục Cảnh sát Giao thông Afghanistan, trong 10 tháng qua, nước này có hơn 1.600 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác bị thương do các vụ tai nạn giao thông. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.